Mọi người ơi, sáng ngày hôm nay tụi mình dậy á thì đã ăn sáng rồi, bây giờ thì đi dạo biển trước khi mà mình lên đường mình đi coi thác. Thì ở đây sáng nay mình dậy mình thấy nè. Đó, quá trời là con cua á mọi người. Nó chết hết luôn, nó giặt vào bờ xong nó chết này, mùa cua này. Đó, cua quá trời cua luôn. Rồi nó chết rồi. Đó. Thấy chưa? Đầy luôn. Nguyên cả cái khu vực này. Đó, thì lúc tối á, sau khi mà bắn pháo hoa xong rồi khoảng 12 giờ, 11 giờ, 12 giờ tối gì đó thì mọi người đã về và đi ngủ. Sáng nay dậy thì thấy ra ngoài biển á đã rất là sạch sẽ rồi. Hồi tối á, những ai mà bắn pháo hoa rồi đốt lửa trại á thì người ta dọn ăn uống đồ rồi, người ta dọn cho sạch sẽ, trả lại cái bờ biển thật là sạch sẽ mọi người ơi. À, bây giờ có một vài người lúc tối người ta ở đây ở lại á, rồi người ta dậy người ta dạo biển này, bình yên ha. Mình sẽ lại đầu kia nha. Đây có mấy chú đang đánh bắt cá này mọi người, câu cá hay sao á. Mình thấy có cần câu rồi có thuyền đồ. Mình sẽ đi lại đây cho mọi người coi mấy con hàu rồi mấy con sò nó bám lên trên cái vách đá này nè mọi người. Đây. Trời ơi quá trời luôn. Thiệt là kinh khủng. Mọi người ơi, đã bao giờ mọi người nhìn thấy cảnh tượng này chưa? Trời ơi, nhìn này. Mấy con này là con sò. Đây. Wow. Tại vì mình không có giấy phép của bang này ấy, nên là mình không có bắt được về. Và ở cái khu vực này người ta không có cho bắt, mà người ta để dậy á, để khách đến á, người ta chụp hình á mọi người. Chứ ở đây không có được săn bắt. Đó, mình quay một xíu cho mọi người coi này. Chua chua nhìn này. Thấy đã ghê á. Con này con gì đây ta? Có con này là con gì á mọi người ơi. Nè. Con này hình như là con sâu biển hay sao mà nó dính chặt trên này luôn. Kinh khủng. Wow, giống như là trong này nguyên một đường luôn nè. Như là mê cung luôn. Bây giờ mình sẽ đi vào nha. Đó, nguyên một đường nè. Toàn là con sò không à. Con hàu nữa. Con này là con giống như là con sò khổng lồ á mọi người. Đó. Nguyên đường luôn. Trời ơi, lần đầu tiên trong đời mình thấy như vậy luôn á. Nó bám chặt luôn này. Cái này mà cho phép đánh bắt á thì nó không còn ở đây nữa đâu. Nó dính mãi đây luôn nè. À, mình thấy cái miệng của nó đây này. Chưa. Wow. Mọi người thấy sao? Có mấy con sứa nè mọi người. Có rất là nhiều con luôn á, nó bám trên đá. Có rong rêu rồi, rong biển đồ nữa này. Rồi bây giờ mình bước lên trên này rồi nè mọi người. Đó. Bước lên phía trên để coi mấy con này này, nó bám này. Trời ơi, nó bám từng lớp luôn. Cậy không ra nữa luôn á. Ồ, vẫn ra. Đó. À, ở đây mình thấy con ốc. Wow, đây nè mọi người. Mọi người thấy con này không? Con này gọi là ốc móng, gọi là ốc móng quỷ hay sao á. Tại vì cái móng của nó giống như kiểu là móng quỷ á. Móng ma, móng quỷ gì đó. Đây này, chính nó đó. Đó, có cả ốc móng quỷ nè, rồi sò nè, hàu nè. Nó bám qua trời luôn. Ồ. Đây, cái cung đường lúc nãy mình đi nè mọi người. Lúc nãy mình đi dưới này nè. Đó, chạy dài luôn. Đúng chưa?
Đó. Đẹp ha. Khách du lịch đến đây cũng khá là nhiều. Có cái con này nè mọi người. Con sao biển này. Đó, đẹp không? Ôi nó bám chặt quá. Wow, dễ thương ghê. Nè. Con sao biển. Mọi người thấy đẹp không? Wow. Siêu đẹp luôn. Nó có màu à, màu cam rêu rêu mọi người. Màu cam rêu rêu này dễ thương ha. Rồi đặt nó xuống. Mình không được bắt về đâu. Đó. Có con ốc đây nữa này. Con ốc nhỏ này mọi người. Wow, con ốc, con ốc. Con ốc nhưng mà ở bên trong nó là con cua. Nó sống cộng sinh. Nó bò đi kìa. Đấy. Ốc móng tay quỷ này. Nó mọc quá trời luôn. Mình không có được bắt về nữa chứ. Đây chỉ là cái khu này người ta không cho bắt về đâu. Người ta để như vậy để khách đến người ta tham quan đó mọi người. Qua năm này, qua năm khác nữa. Này là rong rêu này. Mình đi chân trần á, nó cho nó đỡ trơn đó mọi người. Nhưng mà nó khá là đau. Tại vì là trên này có mấy cái vỏ của con sò đó. Đau quá. Thôi thì massage cũng được, không sao hết. Ồ, đây có rong biển nữa nè. Rong biển này mọi người. Rong này mình không biết là có ăn được hay không nữa. Mình rất là thích ăn rong biển. Mình rất là thích ăn hải sản. Nhìn cảnh tượng này mình chỉ muốn là đem về cho vào nồi thôi mọi người. À, nguyên một dọc này. Rong biển nó bám quá trời luôn. Đó. Khách đến đây là chụp hình ha. Rồi cho mấy đứa con nít nó đến nó coi mấy cái con sò, con ốc trong biển đồ. Rồi người ta có thể đi vào trong kia, trong cái hang kia để tham quan này. Rồi người ta có thể leo lên trên đồi cát nữa này. Nhìn từ phía trên nhìn xuống này. Rất là đẹp luôn. Cảnh ở đây thì siêu đẹp rồi. Nhìn y như mấy cái bộ phim Hollywood vậy đó. Ở đây có mấy cái con. Con này con gì á mọi người. Mình chạm vào nó nha. Đó, nó co lại mọi người thấy chưa. Ý, chạm vào là nó co lại. Chạm vào. Chạm vào. Chạm vào hết luôn. Say hi. Đó, nó co thắt lại. Để mình đi tìm coi là có con gì nữa nha. Đây có con sò nhỏ này. Sò này sò siêu nhỏ, tí hon. Rồi. Ở đây này. Giống như là một cây bể nhỏ mọi người. Ha. Giống như là bể cá nhỏ. Có con cá dưới kìa. Nó bơi tung tăng bơi lội này. Đó. Rồi dưới này có mấy con này này đó. Nó mọc tua ra này. Con này con sứa sao? Rất là dễ thương luôn. Trời, mình cứ thấy muốn ăn cái con này mọi người. Con này là con ốc mặt quỷ mà mình cứ thích. Ốc móng quỷ, không phải mặt quỷ. Mình cũng muốn thử á, mình nghe đến nhiều rồi. Nhưng mà lần đầu tiên mình thấy nó sống như vậy luôn á. Mình sẽ quay một lượt nữa cho mọi người coi. Thế. Con này nó bám đây luôn. Đây thêm con nữa này. Wow. Dưới này có một con khổng lồ. Con sao biển khổng lồ.
Con này siêu to luôn. Này siêu to khổng lồ này. Con này màu đỏ, con này màu cam. Nó bám như này quá trời luôn mọi người. Đây này, ngập tràn luôn. Bây giờ thì mình sẽ nói lời tạm biệt nơi này nha. Rồi thì mình lên đường mình đi làm những cái hoạt động khác nữa. Let's go. It's really cool. I never see that before. That clam. Oh yeah. People love it. You the have kids fun? Love it. Yeah, I have yeah. fun. So much wildlife. Let's go. So now we come back home, yeah? The article about they took just walk a submarine. Just walk on a beach. Mm-hmm. You see all the little baby fishes in the pools? Yeah, I saw it. It's like a tiny little pool, you know? Yeah. Uh-huh. And so when the ocean goes all the way out, it's called yeah. a tide pool. That's really cool. They not allow you to go fishing? No, it's just for like, it's all protected. Yeah. Like you're not supposed to like, yeah, fish any of the fish or clams or supposed to just leave it. For tourists. Yeah. Đó mọi người, thì mình hỏi Molly lại cho chắc chắn á, là ở đây người ta cái đoạn đó người ta có cho mình đánh bắt hay không á, thì Molly nói là không, người ta để vậy để cho khách du lịch người ta đến người ta coi. Cái này là người ta nằm trong khu vực mà người ta bảo tồn á, bảo vệ để có một cái nơi mà khách du lịch đến người ta có để coi. Tại vì cái khu vực này thì cũng chỉ có là cái đồi cát ở trên kia, rồi có núi mình đi lên để mình ngắm hoàng hôn. Ở nước ngoài thì người ta rất là thích ngắm hoàng hôn vào buổi tối và ngắm bình minh vào buổi sáng đó mọi người. Sau buổi sáng người ta đi dạo ngoài biển này. Rồi thay vì đó không có gì hoạt động gì làm nữa thì người ta sẽ giữ lại cái chỗ đó để khách đến người ta sẽ có cái để mà xem đó. Mấy đứa con nít đó nó rất là thích xem những cái hoạt động như thế này. Mọi người xem này, xem cái thuyền này nó chạy thẳng lên bờ luôn. Đó. Nó bấm còi, nó bảo là mọi người tránh ra, không là tao đâm nè. Thế là mọi người tránh ra. À, tụi con nít ở bên này á, nó thích xem những cái này lắm. Nó thấy vui nên là ai cũng đứng lại nhìn hết. Không chỉ con nít đâu. Mà đây, em bé của chúng ta, Mr. Hood cũng đứng lại nhìn. Những cái khách sạn hoặc là resort gần đây á, thì người ta xây kiểu như vậy á mọi người. Rất là đơn giản luôn. Ở cái đoạn này thì phòng cũng không có gọi là quá là đẹp, nhưng mà được cái là có cái view để nhìn thẳng ra biển. Khu vực parking là để mình để xe á mọi người. Là tối hồi qua á, là mọi người bắn pháo bông so, rồi có những người người ta có những cái xe van như kiểu như này này, gọi là camping van á, là có đầy đủ giường, rồi có bếp, có những cái xe nó bự hơn á, thì có cả toilet rồi phòng tắm, nhà vệ sinh nữa. Xưa tụi mình cũng có một cái van, nhưng mà tụi mình bán rồi. Trong van đó thì tụi mình có một cái giường và có một cái bàn ăn. Còn đi toilet và tắm á, thì tụi mình sẽ đến những điểm khu du lịch đó. Người ta sẽ có một cái nhà vệ sinh và nhà tắm riêng cho mình, mà mình trả tiền và mình tắm thôi. Sắp tới thì tụi mình đang suy nghĩ là mình sẽ mua thêm một cái van nữa. Trong đó sẽ có bồn rửa mặt và nhà vệ sinh và có giường để mình tiện để mình đi road trip như thế này. Đó. Tụi mình thì nếu mà tụi mình đi road trip á, tụi mình sẽ đi dài ngày, chứ mình không có thích là đi ngắn ngày. Cho nên là lâu rồi tụi mình không có đi. Ngày hôm nay thì nhân dịp là ngày lễ rồi, cũng như là ngày kỷ niệm ngày cưới, rồi tụi mình mới lên kế hoạch đi thôi. Còn thường là đi ít ngày thì tụi mình ít đi lắm mọi người. Có mấy đứa con nít nó phơi nắng,
ba mẹ nó cho nó ra ngoài phơi nắng. Có mấy đứa chỉ mới có mấy tháng thôi, mới là trẻ sơ sinh thôi mọi người, cũng ra phơi nắng ở ngoài biển cho nó thích nghi, sức khỏe cho nó tốt á. Thì mình rất là thích cái điều này, tại vì bản thân mình cũng thích là làn da rám nắng và phơi nắng nữa. Nhưng mà trước khi phơi nắng thì mình phải bôi kem chống nắng rồi dưỡng da cho thật tốt, xong rồi đi ra ngoài này mình phơi. Có mấy đứa này, hiện tại là 10 giờ sáng rồi, trời nắng nó cũng khá là nắng rồi. Nhưng mà người Mỹ á thì người ta không quan trọng giờ giấc, người ta cứ ra người ta phơi nắng thôi. Tất nhiên là những cái giờ mà buổi sáng mà tầm 7 giờ đến 9 giờ rồi buổi chiều khoảng tầm 3 giờ chiều hoặc là 5 giờ thì cái nắng nó tốt hơn. Nhưng mà mình thấy ở đây á, 11 giờ trưa, 12 giờ trưa, 1 giờ trưa người ta cũng ra ngồi người ta phơi nắng. Và sức khỏe vẫn rất là tốt luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ dừng cái video này và mình sẽ lên đường tiếp tục đi tham quan thác rồi tham quan vườn nữa. Hẹn mọi người ở video ngày mai nha. Xin chào.